Mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn đến với kênh LTK Bonsai. Thì hôm nay cũng clip thứ hai ha. Thì em cũng có một số cây gì cũng muốn giao lưu với bà con gần xa. Hôm nay thì em về gồm có khí chua, me chua, rồi me ngọt ha. Rồi khế, có cặp khế cũng đẹp lắm ha. Và một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Với một mớ phôi nữa. Trang vàng, trang sen, hoa giấy Mỹ nguyên thủy và trang sen luôn ha, trang đỏ. Thì linh sam song hình, linh sam siêu bông đồ cũng đủ thứ, mà hàng hôm nay rất là đa dạng ha. Rất mong bà con gần xa xem kênh và ủng hộ em như trong thời gian qua nhé. Bà con có chốt hàng thì nhớ ngày, nhớ mã số giúp em để tránh sự nhầm lẫn nha bà con. Rồi đầu tiên là em lên cây số 1 là cây sam trái nha bà con. Cây rất là già nha. Cây này em đo cái hoành nó là 17, chiều cao nó là 35, cái hoành đế nó tới 40 lần. Cái hoành này thì em đo ngay chỗ này ha. Đây. Rồi cây này có giá là 700.000 đồng nha bà con. Cây rất là bự. Những cây này là cây tuyển chọn không ha. Rồi em đổi cây nha, sam trái. Rồi tiếp tục là cây số 2. Cây số 2 cây này hoành 18. Hoành 18, chiều cao nó là 9. Còn cái chiều dài của cái cần bay nó là khoảng 25 ha. Tổng hoành đế thì nó tới 47 nè. Những cây này em bao đế. Cây nào đế cũng đẹp hết. Rồi em đổi cây nha. Rồi tiếp tục là cây số 3. Cũng là sam trái luôn. Đó. À, cây này hoành 19, chiều cao là 18. Tổng hoành đế nó là tới 34 nè ha. Đế cây nào cũng đẹp hết. Cây già. Rồi cây này có giá là 700 luôn ha. Rồi em đổi cây. Đấy cây số 4. Cây này hoành 16, chiều cao 18. Tổng hoành đế là 36 ha. Rồi cây này cũng 700 luôn ha. Quay từ từ. Cây nào đế cũng đẹp chứ bà con ơi. Rồi em đổi cây nha. Rồi cây này là mã số 5. Mã số 5 này cái hoành của nó thì 15, chiều cao 17, tổng hoành đế là 30 ha. Cái hoành thì em đo ngay cái viết quốc long em gạch đây. Rồi cây này cũng có giá là 700.000. Đế thì cục cục ha. Sam trái thường thường ít đế, nhưng mà những cây này em tuyển chọn ha. Rồi đổi cây. Rồi cây số 6. Cây số 6 này hoành của nó 16, chiều cao là 15, tổng hoành đế nó là 43. Hoành đế rất là bự ha. Rồi cây này 750.000 đồng. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp tục là mã số 7. Cây này hoành 16, chiều cao 15, tổng hoành đế là 30. Rồi cây này có giá là 700 ha, 700.000 đồng. Rồi bên em bao sống bao ship cho bà con 1 tháng nha. Rồi đổi cây. Tiếp tục là mã số 8. Mã số 8 cây này thì hoành 17, chiều cao là 28, tổng hoành đế nó 47. Rồi cây này có giá là 650.000 đồng. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp tục là mã số 9. Hoành 16, chiều cao là 28, tổng hoành đế là 47. Tổng hoành đế 41 chứ. Hoành đế 41. Em đo hoành ngay vị trí này ha. Rồi. Cây này có giá là 800.000. Rồi em lên trang sen ha. Tiếp tục là mã số 10 là trang sen Nhật. Cây này hoành 12, chiều cao 30, cái tán ngang nó 24, tổng hoành đế là 21. Trang sen Nhật cái ưu điểm của nó là nở khoảng chừng 2 tháng mấy nó mới tàn nha bà con. Rồi cây này có giá là 650.000 đồng. Em ship chậu cho bà con luôn nha. Rồi em đổi cây. Rồi cây này mã số 11, hoành 12, chiều cao của nó là 3. Hoành 12, chiều cao 30, tán ngang nó là 24, hoành đế nó là 24 ha. Tàn mịn hết rồi. Cây này mình về mình chơi thôi. Rồi cây này cũng có giá là 650.000 đồng. Rồi bên em bao ship cho con nha. Rồi tiếp tục là mã số 12.
cây này hoành 11, chiều cao 33, tán ngang là 26, tổng hoành đế của nó là 25. Trang xe nhật. Rồi cây này cũng có giá là 650.000 đồng nha bà con. Cây nào đế cũng đẹp ha, già cây. Rồi em đổi cây nha. Rồi tiếp tục mã số 13, cây này hoành 12, chiều cao 31, tán ngang của nó là 28, tổng hoành đế là 22 ha. Rồi cây này cũng có giá là 600.000 đồng. Em ship chậu cho con ha. Nguyên cái lô trang sen ngày hôm nay em ship chậu hết ha. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp tục là mã số 14. Cây này hoành của nó là 12, chiều cao là 32, tán ngang nó là 27, tổng hoành đế nó là 23. Rồi cây này có giá là 650.000 đồng luôn nha bà con. Đang ra bông ha. Cây nào cũng già hết. Những cây này em ship chậu vào con hết. Rồi tiếp tục là cây trang sen đỏ ha. Cây trang đỏ lá nhỏ nha bà con. Cây này là mã số 15, cái hoành nó là 27, cái chiều cao nó 22 ha. Cái cành tán ngang của nó, cái cành bay nó là 35, tổng hoành đế là 44 ha. Em đo cái hoành của nó thì em đo ngay vị trí này ha. Đó, ngang đây, rất là bự ha. Cây này trang đỏ xưa nha bà con. Đỏ xưa chứ không phải là công nghiệp ha. Thì cái nào xưa xưa, cái nào công nghiệp thì em nói công nghiệp ha. Đó, cái cây này thì nó có giá là 1.900.000 đồng ha. Cái này em ship chậu, cái chậu mũ cho con nha. Em đóng thùng mướp cho nó cẩn thận, cho nó an toàn chút. Cái cây này bà con có thể nghiêng gì ha. Đây, mình nghiêng gì mình chơi dáng bay ha. Đó, dáng bay rất là đẹp nha. Cái này em trồng đứng cho cái cây nó mau khỏe đó. Tiếp tục là mã số 16. Là mai chiếu thủy da đen. Rồi quay đi. Lá lớn, mai chiếu thủy da đen lá lớn ha. Cây này hoành của nó thì 24, chiều cao của nó là 16, tổng hoành đế của nó là 60. Đó. Cái hoành thì em đo ngay vị trí này ha. Đó. Hoành rất là to. Đó. Đế thì rất là đều. Cây này đế miễn bàn bà con ơi. Cây này nó mình chơi cái kiểu dán bay ha. Dán bay cũng được, mình lật lên chơi dán trực cũng được. Đó, tùy theo bà con muốn chơi nào chơi ha. Rồi cây này có giá là 1.400.000 đồng ha. Đó, anh em bao ship rồi con nha. Rồi em đổi cây. Rồi tiếp tục là mai chiếu thủy trung nu ha. Mai chiếu thủy trung nu, cây này là hoành 18. Hoành 18, mã số 17, hoành 18, chiều cao của nó là 17, tổng hoành đế của nó là 44, cái tán ngang của nó là 36 ha. Chiếu thủy trung nu da đen. Cây rất là già ha, làm rất là chỉnh chu. Đó. Để em lật ngược lên cho bà con coi nha, phơm tàn nè. Cốt đùi bự à. Cây này em ship chậu cho bà con luôn. Cây này đang nuôi. Rồi cây này có giá là 4.200.000 ha. Mai chiếu thủy chung nu. Xương tàn thì nó cũng về đặt hết ha. Thẹo thì không có còn á, có thẹo trên đây thì nó cũng mau kéo ha, thẹo trên đây nhỏ xíu à, chỉ có thẹo đó thôi, ngoài ra cái thẹo này cũng lành bít rồi, đó. Bít cái thẹo này hết rồi. Rồi em đổi cây, tiếp tục là mã số 18, cây này là cái cây linh sam song hinh nha quý vị, linh sam song hinh, cây này cái hoành của nó là 24, chiều cao 30, cái tán ngang nó là 47, tổng hoành đế nó tới 64 lần nha bà con. Linh sam song hinh, đế thì miễn bạc ha. Đó. Cây này có giá là 1.900.000 đồng nha bà con. Rồi em đổi cây, tiếp tục cũng là linh sam song hinh luôn ha. Cây này mã số của nó là 19, mã số 19, cây này hoành 19, chiều cao nó là 27, cái tán ngang của nó là 46, tổng hoành đế là 65. Cây linh sam song hinh. Rồi cây này có giá là 1.800.000 đồng ha. Những cây linh sam này em sẽ xếp chậu cho con xài luôn ha. Bởi vì mình chỉ tưới nước quấn phân thôi, mình không có cần phải mua chậu mình thay ha. Khoan, quay giọng đi. Thì
cây thay đùi vô ba tay nút dây ha. Đế thì cây nào rồi đế cũng đẹp hết. Rồi em xin phép đổi cây nha. Tiếp tục là mã số 20, cây này cũng là linh sam song hình luôn nha bà con. Cây này thì mã số 20, cái hoành của nó 26, cái chiều cao của nó là 32. Cái tổng hoành, cái tán ngang của nó là cái tán ngang 42. Tán ngang 42. Cây thay đùi rất là to ha. Rồi cây này cũng có giá là 1.800.000 đồng nha. Rồi em đổi cây. Tiếp tục là mã số 21, cây này là trang sen nha bà con. Trang sen Nhật, cây này hoành của nó là 11, chiều cao nó là 31. 31 ha. Tán ngang nó là 23. Tổng hoành đế nó là cũng là 22 ha. Cây này nở trên 1 tháng rưỡi nè. Nếu nở ra trên 1 tháng rưỡi mới tàn. Rồi cây này có giá là 700.000 đồng. Rồi em đổi cây nha. Rồi tiếp tục mã số 22. Cây này hoành của nó là 16, chiều cao nó 28. Hoành là 14, chiều cao 28, tán ngang là 29. Rồi cây này 650.000 đồng. Rồi em đổi cây nha. Rồi tiếp tục là mã số 23. Cây này hoành 12. Hoành 12, chiều cao 27, cái tán ngang nó 26. Rồi cây này có giá là 600.000 đồng nha bà con. Giang sen Nhật. Cây rất là già cây ha. Rồi em ship chậu cho con luôn nha. Rồi em đổi cây. Tiếp tục mã số 24. Cây này hoành 13, chiều cao nó là 30, tán ngang nó là 26, tổng hoành đế nó 26 nha bà con. Giang sen Nhật luôn. Rồi cây này có giá là 700.000 đồng ha. Rồi em đổi cây. Cây này là linh sam siêu bông nha bà con. Mã số là 25 ha, linh sam siêu bông. Xin lỗi bà con ấy lộn cây. Cái cây này ở cây mã số 25 ha. Hồi nãy cây số 26 nó hơi nhảy số. Cây này là cây trang vàng, mã số 25, cây này hoành 18. Cái chiều cao nó 25. Chiều cao 25. Thì cái tán ngang nó là 32. Trang vàng lá nhỏ ha. Cây này em đang nuôi, cái phơm tàn thì rất là mịn nè ha. Thì nghe đi cái gì không nghe à? Nghe cái gì? Cây này đế thì miễn bàn nha bà con. Cây rất là già ha. Rồi, cây này có giá là 1.900.000 đồng. Cây trang vàng, thành phẩm rồi ha. Cái này giờ thời gian sau tay cành bự mình đã ép chậu. Cái này em cũng đang nuôi. Tiếp tục là mã số 26, cây này là hoành 25. Chiều cao nó là 30, cái tán ngang nó là 50. Cây này là linh sam siêu hoa. Cây này em không xích chậu, em chỉ xích cái giót đen cho bà con thôi. Cái này em nuôi cũng như em trồng lãnh chậu á. Cũng cao lắm. Cây này rất là già ha. Rồi cây này có giá 1.3 triệu nha bà con. Linh sam siêu bông. Rồi em đổi cây nha. Tiếp tục là mã số 27. Cây này hoành 25, chiều cao nó là 30, cái tán ngang nó là 43. Cây này là linh sam song hình. Cây này cũng vô ba tay nước rồi. Rồi cây này có giá là 1.350.000 ha. Đế thì đều bốn mặt. Rồi em ship chậu cho con luôn. Tiếp tục mã số 28 là hoa giấy Mỹ nguyên thủy. Cây này hoành 18, chiều cao nó là 44. Rồi cây này có giá là 350.000 đồng nha bà con. Hoa giấy Mỹ nguyên thủy. Khi đi nó có dập ba cái cành chút đỉnh, bà con thông cảm ha. Cành nó cũng ra quá nhiều nè. Cây rất là khỏe cây ha. Rồi em đổi cây nha.
Tiếp tục mã số 29 cũng là hoa giấy Mỹ nguyên thủy luôn. Cây này hoành 21, chiều cao nó là 39. Rồi cây này cũng có giá là 350.000 đồng ha. Cây này thì nó có chày chày bở rễ nhưng mà không sao nha con. Đây. Chày này cũng không ảnh hưởng gì. Đó, vận chuyển á, nhưng mà em có tha keo rồi. Rồi con xem kỹ đó chút hàng giúp em ha. Rồi tiếp tục là mã số 31. Mã số 31, cây này hoành của nó là 21. Lộn bà con ơi, 29 tới 30 bà con ơi. Cây này là cây 30 ha, cây này hoành 22. Chiều cao là 49. Chiều cao 49. Rồi cây này có giá là 350.000 đồng luôn nha. Qua với Mỹ Nguyên Thủy. Rồi em đổi cây nha. Rồi cây này mã số 31 ha. Mã số 31. Cây này hoành 21. Cái chiều cao nó là 343. Rồi cây này có giá là 350.000 đồng nữa ha. Nó có cái tược này nó bị ấy, em ngắt bỏ đi. Ngắt cái tược này nó ra tược khác thôi chứ không có gì nha bà con. Qua với Mỹ thì nó rất là mạnh ha. Rồi em đổi cây nha. Rồi tiếp tục là mã số 32, cây này hoành 21, chiều cao là 37. Qua với Mỹ Nguyên Thủy. Rồi cây này có giá là 400.000 đồng. Cây này dáng giống như thú vậy. Nó cũng hơi chạy chạy rễ ha bà con. Nó vận chuyển thì nó cũng hơi chạy chạy không sao. Thì chỗ nào bị chạy thì nó bị chạy ha. Rồi con xem kỹ đó chút hàng giúp em. Rồi em đổi cây nha. Rồi tiếp tục mã số 33. Cây này cây chân dài ha. Cây này thích hợp cho anh em chơi ghép ha. Cây này hoành 19, chiều cao nó 101. Ở trên thì nó hơi bị chạy ha. Đây để em quay trên cho con coi. Đó, nó bị chạy lát da nhưng mà không có gì. Nó cũng không ảnh hưởng cây. Rồi cây này có giá là 370.000 đồng ha. Tiếp tục là mã số 34. Cây này mã số 34, cây này là mai chiếu thủy trung nu da đen. Cây này hoành 20, chiều cao nó thì nó 17. Cách rắn ngang nó thì 34 ha. 35. Số 34. Mã số 34. Cái hoành của nó thì 20, chiều cao là 17. Cái tán ngang nó là 35. Cây này nó cũng còn mặt thẹo ha. Để quay ra cho bà con coi. Là cái thẹo chỗ này, nhưng mà dán bạc. Dán với bạc em không gỡ ra ha. Nhưng mà em bao một cho bà con, không có vấn đề gì hết. Nó cũng khéo mạnh lắm. Cây này cũng đang nuôi ha. Cây bài ha. Rồi, cây này có giá là 4 triệu đồng. Cây này em xích chậu cho con luôn. Cây này là cây khí chua nghe bà con. 67. Ngay chỗ này thì nó 67 vậy đi. Cây thước. Đó. Em đo ở trên ha. Đo ở trên là 67 đó. Rồi cái chiều cao nó là 60. Cái tổng hoành đế nó là 100 ha. Cây khế rất là bự ha. Đó, mã số 35. Cây này có giá là 4.200.000 đồng ha. Em có hai cây nó giống nhau dữ lắm. Bà con nào có chơi bắt cặp rất là phù hợp ha. Cái dáng nó ná giống nhau. Cái thẹo nó thì em đo mặt thẹo rồi. Đo cái đường dài của mặt thẹo nè. Khế chua bà con khỏi sợ mục. Nó mau lành lắm. Ờ. À, 12 cm ha. Đó. 12 cm. Em quay bộ đế cho con coi. Đế thì nó 24 giờ ha. Mấy cây này không có thiếu chỗ nào hết trơn. Đế rất là xuất sắc ha. Mà kiếm cây bonsai gì ta nuôi người ta chặt đầu người ta nuôi cũng cũng 3 4 năm đó cái mặt thẹo mới được gì bà con ơi. Đó. Này em bao ship cho bà con toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp tục là cũng là cây khí chua ha, mã số 36. Ngay chỗ này thì nó cũng 66 ha. Cây hai cây này nó cũng đồng với nhau. Rồi cái chiều cao nó 55. Cái tổng hoành đế nó 130 nha bà con. Hai cây nó giống nhau dữ lắm giống. Chặt nuôi cái thẹo này cũng lâu dữ lắm lâu rồi. Nhưng mà khế chua bà con khỏi sợ mặt thẹo ha. Đâu đo cái mặt thẹo. Cái này chắc khoảng chừng 10 cm gì. 10 cm. Cây này đế miễn bàn nha bà con. Cặp khế này rất là đẹp ha. Ai mà lấy chơi một cặp này thì rất là tuyệt vời ha. Đó. Thì cây này cũng đồng giá là 4.2 triệu. Đó. Cây bonsai nghệ thật nha. Cây này mà làm thành phẩm thì chịu không nổi luôn.
37. Tiếp tục là máy số 37. Mai chú thủy lá lớn nha con, ngay vị trí này là 42. Đó. Cái chiều cao nó là 65. Còn tổng hoành đế nó là 130 ha. Đó. Cây bộ đế rất là đặc ha, cây nạc. Rồi quay đi. Mai chiếu thủy lá lớn. Cái này chắc da xanh chứ không phải da đen bà con. Da nó hơi xanh xanh. Bông thì rực rỡ ha. Cây rất là mạnh cây. Đó. Đế thì đế bằng cùm tay không. Rồi cây này có giá là 2,2 triệu ha bà con. Mai chiếu thủy lá lớn. Cây này không có thẹo dít gì ha, nó lành tích hết rồi. Để em quay cái thẹo cho con coi. Có cái thẹo này bự nhất mà nó lành còn có một tí xíu nữa. Đây nè. Nó thẹo út à. Rồi em bao ship cho con toàn quốc luôn nha. Tiếp tục là mã số 38. Ngay vị trí này là 49, 50 gì đó. 49 thôi. Rồi cái hoành đế của nó là 76, cái chiều cao nó là 37. Cây này rất là vàng nha bà con. Cây này có giọng chữ C rất là đẹp ha. Cây già đế đẹp. Rồi cây mai chiếu thủy này có giá là 3,3 triệu đồng. Đó. Anh em bao ship cho con nha. Cây này là thẹo thì nó lành muốn bít hết rồi. Đó, cái thẹo đầu của nó là còn một chút xíu nè. Những cây này là mình làm mau ha. Nè. Cây có ưu điểm, khuyết điểm gì em đều nói hết ha. Bà con xem kỹ đó chốt hàng giúp em nha. Đó, mai chiếu thủy da đen lá lớn. Rồi em bao ship cho con nha. Tiếp tục là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn mã số 39 ha. Ngay vị trí này thì em đo được là 49. Dính. Cái chiều cao của nó là 58, cái tán ngang của nó là 37. Rồi quay đi. Tổng hoành đế lấy cái thước đo luôn. Tổng hoành đế nó là 90 ha. 93 mà em tính 90 thôi. Rồi quay đi. Cây này đế đẹp. Đế đều luôn. Chỗ nào cũng có đế hết. Cây này thì có mặt thẹo đây. Thẹo đây nhưng mà nè, nó nổi ngay chân giữa ra. Cái này mau kéo lắm nha bà con. Đó, nó nổi ngay chân giữa, nó gù lên hết rồi. Mặt thẹo thì nó còn ba ngón tay nhìn ha. Nhưng mà nó kéo rất là mạnh ha. Trung nu lá lớn của tầm 7. Mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cây này em không xếp chậu nha con. Cái chậu bự dữ lắm, bự. Rồi cây mai chiếu thủy này có giá là 7,500,000 đồng ha. Đó, em bao ship cho con là toàn quốc luôn nha. Mai chiếu thủy da đen lá lớn. Tay cành đo một tay cành đó coi. Đo tay cành này. Hảo tay cành này coi. Không sao. Đo hoành nè. Cái này chắc 10, 11 gì đó gì. 70. 10. 10 bà con ơi. Rồi. Tiếp tục là cây me chua nha bà con. Cây này ngay vị trí này là hoành nó tới 27 lận. Hoành rất là to ha. Cái chiều cao của nó thì 58, cái tán ngang nó thì 60. Tổng hoành đế thì nó 57 lận. Rất là bự ha. Rồi quay đi. Cây me chua. Rồi cây me chua này có giá là 2,100,000 đồng ha. Cây này em hối xếp chậu cho bà con nha. Nhưng mà những cái cây có tàn á bà con lưu ý em xếp cái tàn lại gọn gọn gì bà con mình kéo ra giúp em nha. Chứ để vô cái thùng nó cồng kềnh lắm, nó gãy nhánh uổng. Em xếp lại cho gọn gọn cho nó dễ vận chuyển ha. Nghe chua. Mình vừa chơi kiển mình vừa có trái ăn luôn ha, nấu canh chua luôn cũng được. Tiếp tục cũng là cây me chua luôn ha, ngay vị trí này là 19. Đó, 19. Cái chiều cao của nó thì chiều cao
Dù cao nó thì 43, lá ngang thì nó 78. Cái cây này cái dáng nhìn rất là nghệ thuật ha. Cây này có một cái mặt thẹo đây, thẹo hai ngón tay, nhờ me không có vấn đề gì hết, không ảnh hưởng tới cây ha. Rồi cây này có giá là 1.400.000 đồng đó, em không ship chậu vô con nha. Rồi em đổi cây, tiếp tục là mã số 43, ngay vị trí này là 25, hoành rất là bự ha. Rồi chiều cao, chiều cao của nó là 60 65, tán ngang nó là 72, tổng hoành đế của nó là 48. Cây me chua. Ủa, đúng rồi, cây này cây me chua bà con, me gì em nói mẹ đó. Cây me chua, bữa nay có một cây me ngọt à. Cây này cây me chua là mã số 43, cây này có giá là 2.200.000 đồng. Cây này em không xích chậu vào con nha. Cái này mã số 42 nha bà con, bốc số ngẫu nhiên nha bà con, nhớ kỹ cái mã số giùm em nha, nhớ cái ngày luôn. Tại dân ở đây cũng dân mà làm cũng không có để ý không. Cây mã số 42, cái hoành của nó là 26, cái chiều cao nó là 63, cái tán ngang nó là 68 ha. Cây me này là cây me ngọt nha bà con, cây me me ngọt. Rồi cây này có giá là 1.700.000 đồng cây me ngọt ha. Cây mã số 42, cây đế đẹp, bóc lộn cây bà con, nhớ nhớ cái mã số giúp em chứ nhầm khi bóc tới bóc lui nó ngẫu nhiên chứ không phải là nó theo thứ tự ha. Rồi cây này em cũng không xếp chậu nha. Rồi em đổi cây. Rồi cây này là cái cây mã số 41 nha bà con, cây mai chú thủy chung nu. Cái cây này chiều cao nó 24, cái tán ngang của nó thì 36. Để em đo cái hoành cho bà con coi, mai chú thủy chung nu. Em đo ngay vị trí này là nó 21 ha. Rồi mã số 41, cây này em không xếp chậu cho bà con nha. Từ 40 dưới ra. Cây mã số 41, hồi nãy hai mã số 40 đó bà con có mua chụp hình là gửi lại giùm em nha, tại ghi số nó lộn. Rồi cây này có giá là 3.900.000 đồng ha. Cây này em không có bao ship cho, không có ship chậu ha, bao ship cho con bao sống một tháng, giờ con cứ mua cái chậu khác bỏ vô giùm em nha. Rồi cây này cũng cây clip cuối cùng rồi, thì em cũng không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn bà con mình trong thời gian quan ủng hộ em ha. Em mong rằng bà con mình tiếp tục ủng hộ em để em có thêm động lực về phải săn cây cho phục vụ cho bà con mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.